Kìa kìa anh Vani kìa kìa. Anh có muốn đi cà phê không hay là anh lần sau cho mình sữa sữa đi cà phê thôi, còn còn riêng anh thì được ở nhà. Hả? Hả anh Vani? Đây nghe nghe thì bố nói là anh đi ngoại tình à? Hả? Có đúng không? Bố nói có chuẩn không? Dễ lắm. Hả? Bố. Ờ, bố nói là anh Vani là đi ngoại tình đúng không? Bố bảo cái mặt lúc nào cũng tớn lên đấy. Anh xem lại thế nào đi. Anh không được chung thủy, anh không được giống bố tí nào đâu nhá. Anh không được ngoan đâu nhá. Lúc nào anh cũng tớn thế là thế nào? Hử? Gặp phải sữa sữa ghê gớm như thế mà không trị được anh Vani à? Hôm nay là nhà sữa Vani thì lại đi khám phá một quán cà phê mới ở đi qua cái ngõ 30 Lương Đình Của rẽ sang tay trái vào cái chỗ tập thể Thú Y nhỉ, chỗ này là tập thể em ơi, cái chỗ này là cái gì nhỉ, nó là thuộc tập thể gì nhỉ? Y7 ngõ 91 à? Chị đi số 6 ngõ 91 đi. Ừ. Đối diện số 6 ngõ 91. Ừ. Còn đâu lại? Y7 rồi, tập thể Y7 ngõ 91. Thế và cái quán này thì mấy lần Nhung đi qua Nhung thấy đó cũng hay, khá là hay. Đấy, có bức tranh này, cái bức vẽ này à, khá là hay. Hôm nay thì gia đình nhà sữa Vani đi khám phá. Anh Vani, anh hơi bị sướng đấy nhá, anh được đi cà phê suốt ngày đấy nhá. Nhá. Dạ, sướng lắm. Anh được đi cà phê suốt còn gì? Chẳng được đi cà phê rồi. Sữa sữa cũng được đi còn gì? Sữa sữa đâu? À đây, sữa sữa xử lý ông chồng Vani đi. Không cho cái mặt nó tớn như này. Lúc nào cũng tớn này là sao? Hôm nay bố đã thế cho bố lại tắm cho sạch sẽ. Thì trông cái lông trắng chi gì. Hẳn nhỉ? Ừ, trông khác hẳn, trông đẹp mặt chúng sáng hơn, trông đẹp trai hẳn đấy. Hôm nào đi cho đi tẩy ố mắt nhá, mắt giờ cạo ấy chứ. Ừ, mắt lông đấy. Ờ, tí lên cắt nhá. Bố dạo này tiết kiệm lắm, tự bố tắm cho hai đứa để đỡ tốn tiền đi spa nhỉ. Thì có bao giờ cho đi spa được đâu. Bố hữu hình tuyệt vời nhỉ, bố hữu hình căn cơ tiết kiệm thương vợ thương con nhỉ, yếu chịu thương chịu khó nhỉ. Bây giờ bảo sao sữa sữa yêu bố nhỉ, sữa yêu bố lắm rồi thương không, hôm nay bầu to này vẫn còn bám đít bố đi làm hả? Bầu to như này mà vẫn bám đít bố đi làm hả sữa sữa? Bầu to nhỉ. Bố Hữu Hình hôm nay là uống nâu à? Bạc xỉu. Nghe, đúng rồi. Úi dồi ôi, đây các bác ơi. Bác xem bụng của sữa sữa này. À dài ơi, anh Ban đi, anh cũng đòi uống nước đây này bố ơi. Bố ơi, anh Ban đi, anh uống cốc của em nè. Ban đi vừa được uống. Úi sữa rồi. Được uống bao nhiêu rồi, con này uống nhiều không? Mình đái nhiều. Trời ơi, thế thì chết rồi, lại còn có hai cái hạng mục là đòi uống nước quán cà phê đây nè. Để tí mẹ bảo chú cho con xin tí nhá, cho con xin bát nước nhá. Ôi ôi rồi ôi này bố ơi, này uống này. Thèm quá. Đây, lỡ tí bảo chú lấy cho con cốc nhá. Con đấy là cốc của mẹ, không có uống chanh của mẹ. Cười. À, tức là đang làm cốc của em đấy à? Chờ cốc của em, quay nhanh nhá.
hôm nọ đi bộ từ ngõ 102 Trường Chinh về đây, nhìn thấy cái quán này cũng thấy bắt mắt. Ở khu nhà mình anh Vani anh lại đi đâu rồi cả? Sữa Sữa ra bắt ông chồng về đi. Sữa Sữa ra bắt ông chồng về đi. Sữa Sữa quát Vani đi. Vani. Sữa nó đang bảo là Vani. Đi đâu mà không hỏi vợ? Hả? À, con đi đâu mà con không hỏi vợ? Mà con có biết là vợ đang mang bầu là phải để ý đến vợ không? Hả? À, phải để ý đến vợ với đến con chứ. Hả? À, Vani. Ui trời ơi. Tí thì rơi điện thoại. Làm giật cả mình. Vani ơi. Này. Chị ơi, chị chơi nó bất lòng một tí. Chị cảm ơn em.